Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Địa chỉ của cửa hàng ngã tư sông Ray, Cẩm Mỹ, Đồng Nai, số điện thoại 0986228901. Nay bên em sẽ giới thiệu đến toàn thể anh em một em máy cưa xích tay cụt mini cầm một tay, dành riêng cho anh em sử dụng rộng vườn rẫy vườn nhà ha. Đó, hoặc anh em nào chuyên về các mảng leo nhong nhánh tỉa cành sử dụng em này rất là vừa tầm nhé. Tổng trọng lượng khoảng 4kg nha mọi người. Đó, em này đến từ thương hiệu Tanaka KI330 nha mọi người. Đó, rất là đẹp. Mẫu thì thiết kế một cái màu cũng rất là sáng, rất là đẹp nha mọi người. Tình trạng máy thì cũng cực kỳ là mới. Đó, và cái máy này nó chỉ có 2 cái lỗi khuyết điểm, mà lỗi này thì ai cũng có thể chấp nhận được, tại vì nó cũng chả ảnh hưởng gì tới máy cả. Đây, cái này là một cái lỗi nhỏ nhẹ nhất, là cái lỗi này là cái gì nó đâm vào đây là nó bị bong cái này ra một tí. Đấy, hai nữa là cái lỗi này là bị một cái lam hay cái gì nó cũng đập vào luôn, nó vạng, nó móp nó xuống một xíu nha. Đó, cái này nó không ảnh hưởng gì tới máy, nó không liên quan gì luôn, là ai cũng có thể chấp nhận được, bởi vì đây là chỉ là một màng nhựa gió này ha mọi người. Đó, nhìn nó hơi móp xuống một xíu nhé. Đấy, đây anh em xem kỹ nhé. Rồi, thì lam của em này được sử dụng lam tổng độ dài 35cm, khoảng cách cắt được còn 30. Xích được sử dụng xích chung 91 mọi người. Đây, lam xích khá là đẹp nha. Các cái đầu rãnh là chưa bị dập đầu, là chưa bị tè đầu lam luôn này. Đó, đây, rất là sáng nha mọi người. Xích này cực kỳ dài luôn. Ốp lam của em này được sử dụng ốp lam một ốc nhé, vặn trực tiếp bằng khóa 13, tăng xích trực tiếp tại cây lam. Đó, rất là thuận tiện, anh em chỉ việc nới lỏng con ốc này ra là mình sẽ đút cái vít vào đây là mình tăng xích tại lam luôn ha. Đó, bên phía ốp lam là các tem mạc còn nguyên luôn. Đó, bồ rất là sáng này. Đó, lốc mặt tiền đây rất là đẹp nha mọi người. Tình trạng máy rin nguyên bản, bảo hành bao lộn đồng 12 tháng. Mua máy anh em sẽ được tặng kèm 3 món đồ, tí mở buji, buji vào xuống. Rất là sáng mọi người. Đó, nó chỉ có mỗi 2 khuyết điểm này thôi, hai khuyết điểm vừa quay cho mọi người xem ha. Thì bên phía hộp giặt các tem mạc cũng còn nguyên, các tem hướng dẫn sử dụng, tem thương hiệu nằm bên trên này ha. Công tắc đây, đó, đúng bơm xăng nằm đằng trước chốt e đây nha mọi người. Thì đây nó thiết kế cho mình hai nắp bình chứa nguyên liệu này, nắp đằng trước này là bình chứa nguyên liệu xăng pha chung với nhớt, nắp đằng sau là bình chứa nguyên liệu nhớt thải để bôi trơn lam xích mọi người. Đó, giá của em này là 1.800.000 đồng. Giờ em sẽ khởi động cho anh em cái máy ha. Trước tiên là anh em nhìn cái dây giật này đủ biết độ mới này, bên trong bánh đánh đà này. Bánh đà mới ca xe beng luôn, dây giật này rất là sáng nha. Bao zin nguyên bản nha, dây này dây zin theo máy nha, không phải dây em thay đâu nha mọi người. Bao zin nguyên bản luôn. Rồi giờ em sẽ khởi động nhé. Giá là 1.800.000 nha, anh em nào có nhu cầu liên hệ với em ha. Êm ấm nhé. Đây, mã số seri của máy nằm đằng sau này, C271807, chỉ có duy nhất một em thôi nha. Đây, em này lâu lâu mới về được một em màu đỏ như này nha. Thường thường nó là màu nâu nha mọi người. Lâu lâu mới về được một em màu đỏ cũng rất là đẹp. Em này đẹp xuất sắc luôn nha. Để từ các con ốc này là khè luôn. Đó, bao đẹp luôn nha mọi người. Rồi giờ em sẽ khởi động lại. Rồi ok, em Tanaka KI330, giá là 1.800.000 đồng. Anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy cưa xích này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628901. Số điện thoại bên em có sử dụng Zalo nhé. Bên em có ship toàn quốc mọi người. Anh em xem video nhớ bấm like video, đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé, để nhận được những cái video mới nhất từ cửa hàng đăng lên cho mọi người tham khảo các dòng máy cưa xích Nhật bãi ha. Bên em chuyên cung cấp các dòng máy cưa xích Nhật bãi mà đa phần là máy đẹp, máy tuyển chọn để đăng lên cho anh em tham khảo nhé. Và anh em nào có nhu cầu sử dụng em máy này liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em để đặt hàng ha.